Bản tin tối ngày 4 tháng 4 Pháp bác tuyên bố của Nga về việc Paris sẵn sàng đối thoại về Ukraine Kỷ niệm 75 năm thành lập NATO, các ngoại trưởng thảo luận kế hoạch viện trợ quân sự lớn hơn cho Ukraine Latvia sắp ký thỏa thuận an ninh với Ukraine Sau 2 năm tăng cường thương mại, Ấn Độ bỗng từ chối mua dầu của Nga Đan Mạch sa thải chỉ huy quân sự hàng đầu do hệ thống vũ khí gặp trục trặc Động đất Đài Loan, truyền thông phương Tây ca ngợi chính phủ ứng phó tốt. Pháp bác bỏ tuyên bố của Nga rằng nước này được cho là đã bày tỏ sự sẵn sàng đối thoại về Ukraine hoặc thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình có thể diễn ra trong cuộc trò chuyện giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước hôm 3 tháng 4. Một đại diện giấu tên của chính phủ Pháp nói với Reuters hôm 4 tháng 4 rằng điều này không đúng. Chúng tôi chưa bao giờ thể hiện sự sẵn sàng đối thoại với Nga về Ukraine, các cuộc đàm phán hay bất cứ điều gì tương tự. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng trong cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu và người đồng cấp Nga Sergei Shoigu, sự sẵn sàng đối thoại liên quan đến Ukraine đã được ghi nhận. Hãng tin Wall Street Journal cho hay. Tổng thống Pháp Macron đã cố gắng thúc đẩy Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz có cách tiếp cận cứng rắn hơn với Tổng thống Nga Putin. Thông điệp của cơ quan Liên bang Nga nêu rõ điểm khởi đầu cho cuộc thảo luận có thể là cuộc đàm phán giữa các bên Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2022, kết thúc mà không có kết quả. Theo tuyên bố của Nga, ông Shoigu lưu ý rằng bất kỳ việc thực hiện thực tế đề xuất của Tổng thống Pháp Macron về việc có thể đưa quân vào Ukraine sẽ tạo ra vấn đề cho Pháp. Một ngày trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu. Đây là lần tương tác đầu tiên như vậy kể từ tháng 10 năm 2022. Ông Lecornu lên án vụ tấn công khủng bố do nhà nước hồi giáo thực hiện ở khu vực ngoại ô Moscow vào ngày 22 tháng 3 và bày tỏ tình đoàn kết với các nạn nhân và gia đình của họ. Ông cũng lên án cuộc chiến tranh xâm lược đang diễn ra mà Nga đang tiến hành tại Ukraine và bảo đảm rằng Pháp sẽ tiếp tục viện trợ ghi íp ở mức cần thiết trong cuộc đấu tranh vì tự do và chủ quyền, nhằm trả lại hòa bình và an ninh cho lục địa châu Âu. Các ngoại trưởng NATO có họp nhóm vào ngày hôm nay, ngày 4 tháng 4, để kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh của họ sau khi nhất trí bắt đầu lên kế hoạch cho một vai trò lớn hơn trong việc điều phối viện trợ quân sự cho Ukraine. Vào ngày thứ hai của cuộc họp tại Brussels Bỉ, các bộ trưởng ngoại giao sẽ đánh dấu lễ ký kết tại Washington vào ngày 4 tháng 4 năm 1949, hiệp ước Bắc Đại Tây Dương nhằm thiết lập liên minh chính trị và quân sự xuyên Đại Tây Dương. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết hôm 3 tháng 4, khi chúng ta đối mặt với một thế giới nguy hiểm hơn, mối liên kết giữa châu Âu và Bắc Mỹ chưa bao giờ quan trọng hơn. NATO bắt đầu thành lập với 12 thành viên từ Bắc Mỹ và châu Âu, được thành lập để đáp lại những lo ngại ngày càng tăng rằng Liên Xô gây ra mối đe dọa quân sự cho các nền dân chủ châu Âu. Trọng tâm của hiệp ước là khái niệm phòng thủ tập thể, ý tưởng cho rằng một cuộc tấn công vào một thành viên sẽ được coi là tấn công vào tất cả, giúp quân đội Mỹ bảo vệ Tây Âu. 75 năm sau, NATO có 32 thành viên và nắm lại vai trò trung tâm trong các vấn đề thế giới sau khi cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine khiến các chính phủ châu Âu một lần nữa coi Moscow là mối đe dọa an ninh lớn. Hai thành viên mới nhất của NATO là Phần Lan và Thụy Điển đã tham gia để phản ứng trực tiếp trước việc Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022. Tổng thư ký NATO Stoltenberg nói với các phóng viên rằng, chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố liên minh của mình và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác trên toàn cầu vì hòa bình và an ninh. Hôm 3 tháng 4, Nga cho biết NATO đã quay trở lại tư duy chiến tranh lạnh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên rằng NATO không có chỗ đứng trong thế giới đa cực. Moscow cho biết họ đang tìm cách xây dựng để chấm dứt sự thống trị của Mỹ. Cùng ngày 3 tháng 4, các bộ trưởng NATO đã thống nhất bắt đầu lên kế hoạch cho vai trò lớn hơn của liên minh trong việc điều phối viện trợ an ninh và huấn luyện cho Ukraine. Các nhà ngoại giao cho biết, theo đề xuất của ông Stoltenberg, NATO sẽ tiếp quản công việc của liên minh đặc biệt do Mỹ dẫn đầu được gọi là nhóm Ramstein thực hiện, một phần để đề phòng bất kỳ sự cắt giảm viện trợ nào của Mỹ nếu cựu tổng thống Donald Trump trở lại tòa Bạch ốc. Theo các nhà ngoại giao, ông Stoltenberg cũng đã đề xuất một quỹ trị giá khoảng 108 tỷ đô để viện trợ quân đội Ukraine trong 5 năm. Hôm nay các ngoại trưởng cũng sẽ gặp người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba. Ông Kuleba nói với Reuters rằng Ông sẽ thúc ép NATO cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot để bảo vệ trước các cuộc tấn công hỏa tiễn đạn đạo thường xuyên của Nga. Latvia có kế hoạch ký kết thỏa thuận với Ukraine về hỗ trợ và an ninh lâu dài, cam kết cung cấp viện trợ quân sự với số tiền 0,25% tổng sản phẩm quốc nội trong năm nay và trong hai năm tới. Theo các nguồn tin hôm 4 tháng 4, trong năm 2024, 0,25% GDP của Latvia sẽ lên tới hơn 121 triệu đô. Kinh phí này sẽ được phân bổ từ ngân sách của Bộ Quốc phòng. Thỏa thuận về hỗ trợ lâu dài và nghĩa vụ an ninh giữa Latvia và Ukraine dự kiến sẽ được ký kết vào ngày 11 tháng 4 tại Hội nghị Thượng đỉnh Sáng kiến Ba Biển ở Vilnius. Thỏa thuận này có tính chất chính trị và không có hiệu lực pháp lý ràng buộc. Theo lưu ý của Bộ Ngoại giao Latvia, thỏa thuận này sẽ là một tín hiệu rõ ràng và chắc chắn về sự viện trợ dành cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại kẻ xâm lược. Nó cung cấp tất cả các hình thức viện trợ lâu dài cho Kyiv trong việc phòng thủ chống lại Nga, cũng như sự viện trợ của Latvia dành cho Ukraine trên con đường trở thành thành viên của Liên minh châu Âu và NATO. Những thỏa thuận như vậy đã được ký kết với Anh, Canada, Đan Mạch, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan và Phần Lan. Lithuania và Estonia cũng sẽ ký các thỏa thuận tương tự với Ukraine trong thời gian tới. Giới hạn giá dầu của nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đối với dầu của Nga làm giảm lợi nhuận mà Moscow có được để dùng vào cuộc xâm lược Ukraine và tính hiệu quả của cơ chế này được hỗ trợ bởi các hành động gần đây của các nhà máy lọc dầu Ấn Độ. Điều này được nêu trong một tuyên bố do đại diện Bộ Tài chính Hoa Kỳ chuẩn bị theo Reuters hôm 4 tháng 4, các quan chức Mỹ sẽ đến Ấn Độ trong tuần này để họp với các quan chức chính phủ và lãnh đạo doanh nghiệp Ấn Độ nhằm thảo luận về hợp tác trong cuộc chiến chống rửa tiền, chống tài trợ cho khủng bố và thực hiện trần giá. Các quan chức cho biết: "Chúng tôi biết rằng nền kinh tế Ấn Độ bị đe dọa rất nhiều trong giao dịch dầu mỏ với Nga, cũng như liên quan đến sự gián đoạn nguồn cung toàn cầu, điều mà việc thực hiện giới hạn giá nhằm tránh khỏi Ấn Độ đã trở thành một trong những nước tiêu thụ dầu lớn nhất của Nga kể từ khi các lệnh trừng phạt của phương Tây chuyển thị trường dầu thô từ châu Âu sang châu Á. New Delhi có truyền thống duy trì mối quan hệ kinh tế và quân sự chặt chẽ với Moscow và kiềm chế chỉ trích Nga về cuộc xâm lược Ukraine. Tuy nhiên, tuần trước, Ngoại trưởng Ukraine và Ấn Độ cho biết họ đã đồng ý khôi phục thương mại và hợp tác ở mức độ tồn tại trước khi Nga tấn công Ukraine. Giới hạn giá do các nước G7, Liên minh châu Âu và Úc áp đặt cấm sử dụng các dịch vụ hàng hải của phương Tây như bảo hiểm, dán nhãn và vận chuyển khi tàu chở dầu của Nga có giá từ 60 đô trên thùng trở lên. Phương Tây đưa ra cơ chế này sau khi Nga tấn công Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Kể từ tháng 10, Mỹ đã thắt chặt kiểm soát giá thông qua các lệnh trừng phạt, bao gồm cả lệnh trừng phạt vào tháng 2 đối với Sopcomflot, công ty vận tải nhà nước của Nga. Các quan chức cho biết các biện pháp chống lại Nga được tạo điều kiện thuận lợi nhờ hành động của các công ty lọc dầu quốc tế, bao gồm cả Reliance Sindatry của Ấn Độ, không mua dầu của Nga từ các tàu chở dầu của Sopconflot. Các quan chức cho biết việc áp đặt trần giá đối với dầu của Nga đã ảnh hưởng đến mức giá mà Nga có thể thu được từ dầu của mình trên thị trường thế giới, làm giảm lợi nhuận Moscow dành cho cuộc chiến với Ukraine. Các quan chức cho biết Mỹ cùng với phần còn lại của liên minh sẽ cần phải cảnh giác và bảo đảm rằng các chính sách và việc thực thi phải nhằm mục đích đặt gánh nặng tài chính lên Nga và duy trì sự ổn định trên thị trường năng lượng toàn cầu. Sau khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine, Ấn Độ đã tăng cường mạnh mẽ thương mại với Nga, đặc biệt là bằng cách mua dầu của nước này. Điều này mang lại lợi nhuận cho bộ máy quân sự của Điện Kremlin. Tuy nhiên, tất cả các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ hiện đã từ chối chấp nhận dầu của Nga do các tàu chở dầu của Sop Conflot trở vì lệnh trừng phạt của Mỹ, làm phức tạp thêm hoạt động thương mại phát triển mạnh mẽ sau cuộc xâm lược Ukraine hai năm trước. Đan Mạch đã sa thải tham mưu trưởng quốc phòng Fleming Lenfter hôm 3 tháng 4 sau khi ông này không báo cáo sự cố hệ thống vũ khí trong cuộc tấn công vào tháng trước nhằm vào một tàu khu trục của Đan Mạch được khai triển ở Biển Đỏ. Hôm 4 tháng 4, Reuters đưa tin, hôm 2 tháng 4, hãng tin quốc phòng địa phương Onfi trích dẫn một báo cáo mật từ thuyền trưởng cho biết, hệ thống radar và hỏa tiễn của tàu khu trục đã gặp trục trặc trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Houthi vào ngày 9 tháng 3, gây nguy hiểm cho thủy thủ đoàn gồm 175 người. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Joe Lund Poulsen cho biết trong một cuộc họp báo rằng, ông chưa nhận được thông báo chi tiết về vụ việc. Ông Poulsen nói, tôi không biết về báo cáo do thuyền trưởng cung cấp. Ông nói thêm, tôi không còn tin tưởng vào Tổng tham mưu trưởng quốc phòng Fleming Lanster nữa. Khinh hạm Iver Huyfeld được khai triển tới Biển Đỏ trong quân khổ chiến dịch bảo vệ thịnh vượng do Mỹ dẫn đầu để bảo vệ vận chuyển hàng hải thương mại. Cuối cùng đã bắn hạ 4 máy bay không người lái trong cuộc tấn công ngày 9 tháng 3, con tàu và thủy thủ đoàn không bị thiệt hại. Bài báo cũng trích dẫn các trường hợp trong quá khứ, trong đó có trận động đất năm 2011 ở New Zealand khiến 165 người thiệt mạng. Trận động đất ở Nepal năm 2015 đã cướp đi sinh mệnh gần 10.000 người, Trận động đất kinh hoàng ở Pakistan năm 2005 đã khiến gần 90.000 người thiệt mạng. Trận động đất năm 2010 xảy ra ở Hispaniola khiến 300.000 người Haiti mất mạng. Ngoài ra, không thể không kể đến Trung Quốc có trận động đất đường sơ năm 1976. Theo thống kê ban đầu của chính phủ nước này, đã có 655.000 người thiệt mạng. Con số chính thức được đưa ra năm 1988 là hơn 242.000 người, ước tính 164.000 người khác bị thương nặng. Hay trận động đất tứ xuyên năm 2008 khiến gần 90.000 người mất mạng. Trận động đất hôm 3 tháng 4 do cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ đưa ra có cường độ 7,4. Nó đã làm hư hại một số tòa nhà ở Hoa Liên nhưng chỉ gây thiệt hại nhỏ, mặc dù dư chấn cũng được cảm nhận rõ ràng ở thủ đô Đài Bắc. Trận động đất xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng, ngay sau đó phụ huynh bắt đầu cho con đi học trở lại, nhân viên đến văn phòng làm việc và mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Theo hãng tin AP, tất cả những thành tựu này thực tế đã được rút ra từ bài học của trận động đất ngày 21 tháng 9 xảy ra ở Đài Loan cách đây 25 năm. Trận động đất thế kỷ nổi tiếng ở Đài Loan xảy ra lúc 1 giờ 47 phút sáng ngày 21 tháng 9 năm 1999. Khi đó có 2.415 người thiệt mạng, 29 người mất tích, hơn 11.000 người bị thương, hơn 51.700 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và hơn 53.700 ngôi nhà bị sập một phần. Là thảm họa thiên nhiên gây thương vong và mất mát nghiêm trọng nhất thời kỳ hậu chiến ở Đài Loan. Daniel Andrick, giáo sư khoa học chính trị và chính sách công tại Đại học Đông Bắc cho biết, đây cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh quan trọng dẫn đến những cải cách hành chính quan trọng nhằm cải thiện khả năng ứng phó khẩn cấp và giảm nhẹ thiên tai. Điều này cũng giúp chính phủ lúc bấy giờ rút ra bài học và có những cải tiến về mọi mặt để chuẩn bị cho những trận động đất tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Nhà địa chấn học Stephen Cao, giáo sư tại Đại học Khoa học và Công nghệ Missouri cho biết Công tác chuẩn bị cho trận động đất của Đài Loan thuộc hàng tiên tiến nhất thế giới. Hòn đảo đã thực thi các quy định xây dựng nghiêm ngặt, thiết lập mạng lưới địa chấn đẳng cấp thế giới và tiến hành các chiến dịch giáo dục cộng đồng sâu rộng về an toàn động đất. Điều này có thể làm tăng chi phí xây dựng, nhưng chính phủ vẫn tiếp tục điều chỉnh mức kháng chấn của các tòa nhà mới và trợ cấp cho những người dân sẵn sàng kiểm tra khả năng chống động đất của các tòa nhà của họ. Ngoài ra, chính phủ không khoan nhượng trong việc áp dụng các hình phạt. Năm 2016, sau khi tòa nhà Duy Quan Kim Long cao 17 tầng bị sập trong trận động đất ở Đài Nam, 5 người chủ chốt liên quan đến việc xây dựng đã bị kết tội sơ suất và bị kết án tù. Chính phủ cũng đang thúc đẩy các cuộc diễn tập động đất ở trường học và nơi làm việc, trong khi các phương tiện truyền thông đại chúng và điện thoại di động thường xuyên phổ biến các thông báo về động đất và an toàn. Nhà địa chấn nói những biện pháp này đã tăng cường đáng kể khả năng phục hồi của Đài Loan trước động đất và giúp giảm khả năng xảy ra thiệt hại thảm khốc và thiệt hại về nhân mạng. Christy Rowe, Chủ tịch nghiên cứu Canada về địa chất địa chấn tại Đại học McGill cho biết các quy định rất quan trọng nhưng phải mất hàng trăm năm mới thực sự có hiệu lực. Bà cũng cho biết Đài Loan đã đưa ra các quy tắc chống địa chấn vào quy tắc xây dựng của mình từ năm 1974. Kể từ đó, các quy tắc này liên tục được cập nhật và củng cố, và một số quy tắc thậm chí còn tồn tại trước năm 1974. Bà Christie cũng lưu ý rằng người Đài Loan cũng có một văn hóa hiểu biết về động đất đáng kinh ngạc. Họ biết phải làm gì, biết cách giúp đỡ lẫn nhau và mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng ứng phó động đất. Theo bà, hành vi và văn hóa sẽ giúp giải quyết vấn đề. Thưa quý vị, bản tin tối của DKN đến đây tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.